Xin chào tất cả anh chị và các bạn đã quay lại với lại kênh YouTube Bình Giữ Nhiệt quà tặng của BinhNuocTeen.com ha. Mình là Hoàng Thanh Long. Trước giờ thì chắc có lẽ là các bạn đã xem được rất là nhiều video clip của mình review các sản phẩm bình nước của Lock&Lock. Tuy nhiên thì ngày hôm nay chúng ta sẽ review một cái sản phẩm mới hoàn toàn ha. Mình nghiên cứu thấy thì rất là nhiều bạn đang tìm kiếm về cái mẫu bình nước này. Đây là một trong những cái mẫu bình nước hiển thị nhiệt độ nha các bạn. Và rất là nhiều bạn trẻ rất là quan tâm. Chính vì thế mà mình sẽ mở hộp và trên tay cho các bạn xem cái mẫu bình nước này có gì đặc biệt mà các bạn lại tìm kiếm nhiều như vậy ha. Ok, chúng ta bắt đầu thôi. Thì đây chính là các cái mẫu bình nước hiển thị nhiệt độ nha các bạn. Đây là một trong tầm khoảng 3 dòng hiển thị nhiệt độ và đây là cái dòng cao cấp nhất mà mình được biết ha. Có rất là nhiều màu sắc ha. Thật ra nó có tới tầm khoảng 7 màu các bạn. Ở đây mình đang có tầm khoảng 2, 4, 5, 6 màu ở đây thôi. Tuy nhiên nó có tầm khoảng 7 màu nha. Đa số thì nó tông xanh là nhiều ha. Đây giống như đây 3 mẫu này gần như là tông xanh hết nè. Hoặc là đây chắc có lẽ có thể gọi đây là màu tông màu tím. Đấy. Ha, đây một cái mẫu màu xanh đen ha. Còn ở cái hộp này thì nó là cái mẫu màu hồng và mình sẽ mở hộp cái mẫu màu hồng này cho các bạn xem ha. Thì đây là hộp của sản phẩm này các bạn, toàn là thông tin tiếng Anh này ha, thông tin tiếng Anh, thông tin tiếng Trung thôi. Đấy. Vì đây là một cái sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc cho các bạn. Thực sự thì đa phần là các cái mẫu bình nước đang được sản xuất tại Trung Quốc là nhiều. Kể cả Lock&Lock cũng được sản xuất tại Trung Quốc luôn. Đấy, cho nên là các bạn cũng không cần phải quá lo lắng về cái việc là một cái sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc đâu. Cái điều mà các bạn cần quan tâm đó chính là cái bình giữ nhiệt này nó được làm bằng thép gì ha. Đây là một cái mẫu bình nước với cái mã là Q038 nha các bạn. Cái lõi thép bên trong được làm 304 luôn. Tí nữa mình sẽ cho các bạn xem cái phần lõi thép ha. Ở trên đây thì mình thấy nó có một số lưu ý này. Thứ nhất là các bạn không nên để cái bình nước này ở những cái nơi mà nó gần với lửa quá ha, ví dụ như lò lửa hoặc lò ga các kiểu á, không nên để gần nó vì ở bên ngoài nó được làm một cái lớp sơn các bạn, và cái lớp sơn nó không phải lớp sơn chịu nhiệt cho nên là nó sẽ ảnh hưởng tới cái bình của mình ha. Không được phép bỏ nó vào lò vi sóng để nấu nước hoặc là nấu đồ ăn, cũng như là không được đun nóng nó. Có nghĩa là các bạn không được để lên lò ga hoặc là hồng ngoại hay bếp từ gì đó để mà nung nóng hoặc nấu nước nó nha. Khi nó không thể làm được việc đó đâu. Ở đây có một số thông tin này, ví dụ như là nó được làm bằng thép 304 này. Cái nắp thì được làm bằng nhựa PP này. Cái nắp thì nó còn có thêm một cái phần lọc cũng được làm 304 nha các bạn. Dung tích của nó thì là 500ml. Đấy là những cái phần mà thông tin mà mình có thể nhìn thấy được ở trên hộp này ha. Và đây là một cái sản phẩm mà các bạn thấy là chúng ta có thể giữ được nước nóng cũng như nước lạnh luôn. Thì đa phần các cái sản phẩm bình giữ nhiệt đều có thể làm được việc này ha. Rồi ok, đấy chính là phần thông tin hộp ha. Mình sẽ mở hộp cho các bạn xem. Chúng ta sẽ đi sâu hơn về cái phần thiết kế của sản phẩm ha, cũng như là những cái điều đặc biệt của sản phẩm này. Trước tiên thì chúng ta thấy là cái nó được bọc trong một cái bọc ni lông này. Và cái bọc này thì có vẻ xịn sò hơn là so với bọc của Lock&Lock các bạn. Nó dạng như là nhám nhám á. Mình thích cái bọc này hơn, cảm thấy nó an toàn hơn các bạn. Nhưng mà thật sự đây cũng không phải là phần quá quan trọng đúng không? Ở bên trong hộp á các bạn không có thêm thông tin gì nha. Không có sách hướng dẫn hay là bảo hành gì trong này cả. Thực sự thì bình giữ nhiệt cũng không quá cần thiết về cái việc bảo hành đó các bạn. Vì khi mà các bạn mua bình giữ nhiệt á, các bạn có thể xem ngay từ lúc mà các bạn mua luôn. Nếu mà cảm thấy mà nó bị móp méo các bạn có thể đổi ngay lúc đó luôn. Vì đa phần là cái bảo hành của bình giữ nhiệt á, nó chỉ bảo hành khi mà nó bị lỗi từ nhà sản xuất thôi. Còn khi mà các bạn làm rơi rớt này hoặc là các bạn làm móp chính giờ bạn làm á, thì gần như chúng ta không được bảo hành đâu. Đây chính là một cái mẫu bình nước hiển thị nhiệt độ ha các bạn. Và đây là một cái mẫu màu hồng. Nhưng mà nó lại ở phần đáy này lại có cái màu xanh này. Đấy. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là mẫu bình nước này có gì đặc biệt ha. Trước tiên chắc có lẽ là mình sẽ giới thiệu cho các bạn phần nắp này. Phần nắp này được thiết kế như sau. Ở trên này thì chúng ta sẽ thấy được một cái phần màu đen ha. Đây, phần màu đen. Và xung quanh của nó thì được sơn giống như cái phần thân thôi ha. Ở bên trong này thì được thiết kế bằng nhựa PP này. Ở bên ngoài này thì mình không biết nó có phải làm bằng cái vỏ này luôn hay không ha. Nhưng mà mình có cảm giác nó giống như là cái lớp vỏ này luôn. có nghĩa là ở bên ngoài này được thiết kế bằng cái thép luôn nè, còn ở bên trong này nó được bọc một cái lớp silicon để các bạn có thể giữ nhiệt này. Có thêm cái phần nhựa PP ở đây nữa. Ở phần nắp này, đây là cái điều đặc biệt nhất của sản phẩm này, đó chính là nó có thể hiển thị nhiệt độ bên trong cái bình này là bao nhiêu ha các bạn. Ví dụ như đây đó, các bạn chạm vào nó sẽ hiển thị này. Ví dụ như đây là nó hiển thị là 28 độ C này, vì đang không có đựng nước gì cả, không đựng nước lạnh cũng như không đựng nước nóng, và nó đang hiển thị cái mức nhiệt độ là nhiệt độ phòng là 29 độ C nha các bạn. Đấy. Và mình không tìm thấy được cái thông tin là nó được thiết kế bằng cái loại cảm ứng gì, nhưng mà chắc chắn nó không phải là cảm ứng điện trở nha các bạn, vì nó không có thụng vào khi mà các bạn nhấn vào cảm ứng đó. Mình chỉ có thể nghĩ nó được làm bằng cảm ứng điện dung hoặc là cảm ứng hồng ngoại thôi, và mình nghĩ đây chính là một cái phần cảm ứng điện dung ha. Nó được giống như cái phần cảm ứng trên các cái lò vi sóng các bạn, hoặc là hồng ngoại á, đấy, những cái loại lò như vậy ha. Cái cảm ứng nó được hiển thị ở đây. Ok, đây chính là cái phần nắp ha. Mình có thêm một số thông tin nữa là khi mà cái phần nắp này này nó lại được thiết kế chết luôn, là các bạn hết pin là gần như chúng ta không sử dụng được nữa. Tuy nhiên thì nhà sản xuất cung cấp là nó có thể được hiển thị tầm khoảng 1.500 lần cho tới 2.000 lần nha các bạn. Cứ hiển thị như vậy nè, chạm vào hiển thị một cái là tính một lần, và nó có thể hiển thị được tầm khoảng 1.500 lần cho đến là 2.000 lần nha. Thì thật sự nếu mà hiển thị hết cái số đó thì chắc có lẽ cái bình này nó cũng hư rồi đó các bạn. Tuy nhiên nếu như các bạn muốn dùng nó lâu dài hơn thì các bạn có thể mua riêng cái nắp này ha. Cái nắp này hết các bạn có thể mua riêng cái nắp này, và BinhNuocTeen.com có bán cái nắp riêng luôn. Nếu như các bạn thích thì các bạn có thể mua riêng cái nắp luôn. Đây là một cái dịch vụ mà có thể hỗ trợ từ A tới Z của BinhNuocTeen.com ha. Các bạn có thể liên hệ với BinhNuocTeen.com để có thể mua riêng cái phần nắp này thôi. Ok, đây là cái phần thứ nhất của cái nắp ha. Ở phần nắp này thì ở đây trong này nè, chúng ta còn có thêm một cái phần lọc trà nữa các bạn này ha. Khác với những cái phần lọ lọc trà mà trước đây mình đã giới thiệu rất là nhiều cho các bạn ở các cái loại bình nước của Lock&Lock á, thì Lock&Lock thường thường được thiết kế bằng gì? Bằng nhựa PP luôn. Cái phần lọc này được làm bằng nhựa PP luôn, hoặc là được làm bằng silicon luôn. Nhưng mà riêng cái phần lọc của cái bình nước này, đây là cái mẫu lọc trà mà mình thấy là nó rất là phổ biến, rất là nhiều loại bình giữ nhiệt đang làm theo cái cách này. Có nghĩa đây là một cái phần thiết kế bằng thép luôn, thép 304 nha các bạn. Và các bạn sẽ bỏ vào đây và nhấn một cái để nó vào khớp là nó sẽ nằm ở đây luôn, và các bạn rót nước ra thì nó sẽ giữ đá cũng như giữ trà trong này ha. Đấy, và cần thì các bạn có thể kéo ra như thế này. Nó có cái quai sách này các bạn, cái quai sách này thì các bạn có thể gập gọn nó lại ha. Các bạn thấy gập gọn lại như thế này. Đấy, cần để bạn kéo ra ha. Đấy, cái phần này thì mình thấy nó có ưu điểm và nhược điểm riêng ha. Ví dụ như với cách thiết kế này thì nó hơi gồm rà, khi mà các bạn phải lấy cái nắp ra hơi khó khăn một tí. Tuy nhiên được một cái là gì, nó được làm bằng thép 304 luôn, cho nên là cái việc mà nó có thể làm được những cái lỗ này nè cực kỳ nhỏ luôn. Đấy, giúp cho các bạn có thể lọc được trà một cách tốt hơn, thay vì là mình lọc bằng cái nhựa PP hoặc là cái silicon giống như của Lock&Lock ha. Thật ra Lock&Lock cũng có những cái mẫu mà được thiết kế dạng bằng thép như thế này luôn nha các bạn, chứ không phải là không có nha. Rồi, đấy chính là phần nắp ha. Đây, hai cái phần nắp mình sẽ để đây nha. Rồi, bên trong này mình muốn giới thiệu các bạn đó chính là cái phần lõi này. Chúng ta có một cái bọc hút ẩm ở đây nha, trong cái phần lõi này. Và khi mà các bạn lấy cái phần hút ẩm ra, các bạn sẽ nhìn thấy bên trong này nè, chúng ta có luôn cái chữ là SUS304 nha các bạn. Có nghĩa là đây là ký hiệu của thép 304. Thì như lúc đầu mình đã nói á, đa phần các cái sản phẩm bình giữ nhiệt đều sản xuất tại Trung Quốc cả. Và cái điều mà các bạn quan tâm, nếu như bạn đang lo lắng về cái việc là sử dụng bình nước của Trung Quốc, thì các bạn hãy xem coi là cái bình nước này được thiết kế bởi thép gì. Thì đây chính là thép 304 nha. Nó giúp an toàn hơn trong việc là các bạn sử dụng bình giữ nhiệt, cũng như là cái việc giữ nhiệt sẽ được tốt hơn nha các bạn. Mình đã giới thiệu cho các bạn phần nắp này, phần lọc trà này, cũng như là lõi bên trong ha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái phần bên ngoài. Bên ngoài này được làm bằng thép 201 nha các bạn. Nó được sơn rất là nhiều màu sắc ở đây ha. Nó giống như cái mẫu bình nước clip tumbler tru tông mà mình đã từng giới thiệu trước đây á, của Lock&Lock á ha. Nó có rất là nhiều màu sắc ở đây nè các bạn. Đấy, có tầm khoảng 7 màu để các bạn có thể lựa chọn ha. Và ngoài cái màu sắc ra thì nó còn được thiết kế in những cái hình ảnh ở trên này nữa. Các bạn chắc có lẽ là trên camera các bạn sẽ không nhìn thấy rõ ha, cầm trên tay như thế này các bạn sẽ nhìn thấy rõ hơn. Và đặc biệt là với cái lớp sơn này các bạn, bên mình vẫn có thể in được nha, in màu lên luôn cái bình này, hoặc là bên mình cũng in logo hoặc là khắc logo lên cái bình này được nha các bạn. Còn đây là phần đáy bình nha các bạn, thì được làm bằng nhựa PP nè, và nó giúp bảo vệ cái đáy bình cũng như là làm giảm tiếng ồn. Tuy nhiên thì nó sẽ không hiệu quả bằng cái lớp silicon giống như các cái bình giữ nhiệt của Lock&Lock ha. Đấy là cái gì mà mình đã giới thiệu cho các bạn về mẫu bình nước giữ nhiệt này ha. Còn hai loại bình hiển thị nhiệt độ nữa, mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn những cái mẫu bình hiển thị nhiệt độ khác ha. Ok, mình đã trên tay cho các bạn xong cái mẫu bình nước giữ nhiệt hiển thị nhiệt độ, mã là Q038 nha các bạn. Nếu như các bạn quan tâm về sản phẩm này, các bạn hãy xem trong phần mô tả để mình sẽ đặt một cái đường link và giới thiệu chi tiết hơn về cái mẫu bình nước này cho các bạn biết ha. Cũng như là các bạn có thể xem giá bán sản phẩm đó thông qua cái đường link đó luôn. Ngoài ra thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số cái dịch vụ bên mình nè. Ví dụ như là các bạn có thể mua cái sản phẩm này giúp cho các bạn có thể rửa bình nước nha. Đây chính là baking soda và giúp rửa cái bình giữ nhiệt ha. Các bạn có thể rửa Lock&Lock hoặc là rửa tất cả các loại bình giữ nhiệt ha. Dùng lâu á, thì các bạn nên sử dụng cái sản phẩm này để rửa cái bình giữ nhiệt của mình ha. Thì đây là một sản phẩm được sử dụng trong chế biến thực phẩm á, cho nên các bạn hoàn toàn có thể sử dụng một cách an toàn ha. Ngoài ra thì bên mình còn tặng những cái túi này nè các bạn. Các bạn mua các cái bình giữ nhiệt, đặc biệt là các bình giữ nhiệt của Lock&Lock á, bên mình sẽ tặng những cái túi này ha. Bên mình thì hiện tại cũng đang có chương trình khuyến mãi, đó chính là khi mà các bạn mua các cái bình giữ nhiệt tại BinhNuocTeen.com thì bên mình sẽ hỗ trợ gói quà miễn phí này, cũng như là khắc laser này, in màu, in hình lên các cái bình giữ nhiệt này ha. Đây là một cái mẫu bình giữ nhiệt hiển thị nhiệt độ mà bên mình có thể in lên luôn ha, hoặc là khắc logo lên luôn ha. Các bạn có thể liên hệ với BinhNuocTeen để có thể khắc lên ha. Đặc biệt là những anh chị nào quan tâm tới cái việc là phân phối sỉ bình giữ nhiệt thì các bạn có thể liên hệ với BinhNuocTeen.com thông qua cái thông tin đang hiển thị trên màn hình ha. Bên mình sẽ báo giá sỉ cho các bạn. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video clip ngày hôm nay và hẹn gặp tất cả các bạn trong những video clip kế tiếp ạ.